Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Mỹ nhân Việt có gương mặt đẹp nhất năm 2023 là ai? Nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, body gợi cảm. Mới đây, trong đêm trao giải LBT Awards 23, Diễm My 9X vinh dự giành giải Best Face 2023. Người đẹp sinh năm 1990 là gương mặt nổi tiếng trong các bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình Việt Nam. Cô sở hữu lối diễn xuất đa dạng, vẻ ngoài xinh đẹp, đổi bật qua những vai diễn trong, để mai tính hai, tốc độ và đường công, tình yêu và tham vọng, gái già lắm chiêu. Diễm My 9X là một trong những mỹ nhân Việt ngày càng đi lên về cả nhan sắc và ngoại hình. Ngôi sao mỹ nhân kế sở hữu gương mặt với đường nét hài hòa, sắc sảo. Người hâm mộ theo dõi hành trình nghệ thuật của Diễm My 9X từ năm cô 5 tuổi cho đến hiện tại đều cho rằng sao nữ có gương mặt tỷ lệ vàng từ nhỏ, càng lớn càng hoàn thiện, lão hóa ngược. Thân hình nuột nà, vòng eo săn chắc, tràn đầy sức sống của người đẹp này ở tuổi 33 nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Nữ diễn viên, gái già lắm chiêu theo đuổi được nhiều kiểu mết cấp, phong cách thời trang khác nhau, lúc ngọt ngào, nàng thơ khi quyến rũ, cá tính. Khi để mặt một trong chương trình, sau nhập ngủ, Diễm My 9X được khen ngợi bởi làn da căng mịn không tỳ vết đường nét hài hòa. Là người của công chúng, với lịch trình công việc dày đặc, Diễm My 9X luôn chú trọng đầu tư thời gian cho việc tập luyện, ăn uống khoa học. Được biết, cô tập luyện nhiều bộ môn khác nhau như chạy bộ, nhảy dây và yoga, sau nữ chú trọng nhiều nhất đến các bài cardio giảm mở toàn thân dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng. Nhờ kiên trì theo đuổi các bộ môn nêu trên mỗi ngày, body người đẹp 9X ngày càng gợi cảm, quyến rũ. Trước đó, uống Diễm My chính ít từng bật mí trên story cá nhân rằng cặp đùi của mình không mấy thân thả nên nhảy dây cũng là một bài tập khá hiệu quả để giảm số đo vòng đùi. Đối với phần thân trên, cô áp dụng các bài cardio, upper body để giảm mỡ như plank, plank một bên, hít đất, tập tạ tay, gập bụng. Ngoài ra, để có cơ cho phần thân dưới, cô chú trọng vào các bài squat, jumbin. Chạy bộ giúp cô có được nền tảng thể lực tốt, yoga giúp cơ thể đốt cháy được nhiều calo kích hoạt các cơ cốt lõi làm phẳng vùng bụng, đồng thời giữ được tinh thần thư thái, tươi trẻ. Về chế độ ăn uống, Diễm My 9X không ăn thịt và chỉ uống các loại sữa hạt để giúp làm đẹp da, đẹp dáng lại tốt cho dạ dày. Thay vì ăn cơm, cô ăn khoai lang và các loại hạt như quý noa, hồ đào, hạt thông, chia. 30 phút trước khi ăn sáng, cô thường uống nước chanh nóng hoặc giấm táo thêm mật ong sau khi thức dậy. Không chỉ thế, cô còn bổ sung nhiều chất xơ trong mỗi bữa ăn và hạn chế tối đa tinh bột trắng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.